Chủ hệ thống Cicco Cây muốn mua lại doanh nghiệp đứng sau 7-Eleven. Tập đoàn bán lẻ Canada Alimentation Countertech, gọi tắt là ACT, nổi tiếng với chuỗi cửa hàng tiện lợi Cicco Cây, đã đề xuất mua lại 7-NI Holding, đơn vị điều hành thương hiệu 7-Eleven của Nhật Bản. Động thái này được xem là nỗ lực thâu tóm lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nước ngoài nhắm vào một công ty Nhật Bản, đồng thời là vụ mua lại xuyên biên giới lớn nhất trong năm nay theo ACT, mô tả đề xuất được đưa ra là thân thiện, nhưng lưu ý rằng chưa thể đảm bảo bất cứ thỏa thuận nào. Về phần mình, Seven ni ngày 19 tháng 8 cũng xác nhận đã nhận được lời đề nghị mua lại toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành, đồng thời đã thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm xem xét thương vụ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị và Ủy ban đặc biệt chưa đưa ra quyết định nào về việc chấp nhận hay từ chối đề xuất từ ACT. Tham gia vào các cuộc thảo luận với ACT hay theo đuổi bất kỳ giao dịch thay thế nào. Nếu thương vụ mua lại Steven NI thành công, ACT có thể sẽ mở rộng đáng kể mạng lưới cửa hàng của mình, vốn đã bao gồm 16.700 cửa hàng hiện tại.